đậu đen ấy, nhiều quả lắm luôn ấy. Nhiều nhìn trông kiểu như là tủa lên. Không biết mô tả kiểu gì. Nó nhiều kinh khủng khiếp luôn đây này. Nhìn rõ như thế này nó lên cây nó khỏe mạnh. Không có cái gì chen lấn vào đây cả. Nhìn xanh một màu như này, bên kia thỉnh thoảng có chỗ lại nhìn như đám cỏ, nhìn trông rất là khó chịu. Chỗ này nó sẽ có kết quả hơn đấy mọi người nhé. Có vun thì nó sẽ có khác ấy. Sao thế? Trời ơi. Đây, thế này là mấy mét cộng cả Quỳnh? Quỳnh 5m6 rồi, thế này phải 3m à? Gấp đôi em. Gấp đôi hơn, thì phải là 1m6. Hơn nữa. Là 3m. Rau sắn ở Việt Nam mình mang sang cũng mất nhiều thời gian đấy nhỉ? Cũng mất nhiều thời gian để được đến nơi. Và để gửi được một kiện sắn sang bên này khá là nhiều tiền. Cho cây đang cấp cứu cho Su Hào Patty Tilly giải không mặc áo luôn ấy. Patty đi sao đâu, nắm lá xả này à, này mới cắt hết dọn lá xả ở đây à? Đây này, một đống lá xả đây này, dọn hết hai bên đường này. Đây là lá xả. Ôi giời ơi, đậu bắp tốt quá rồi mà các bạn ấy chưa muốn ăn được đậu đũa người ạ. Đậu đũa tốt quá rồi mà còn chưa muốn ăn đây này. Maria ơi, Akita ra mũi tu gram gì? Thank you Giacome. Ra bota đi. Ý Maria là đang muốn giữ lại, chưa muốn ăn mọi người, đang muốn giữ lại để mấy hôm nữa để ăn Tết. Đây, nhiều quả to lắm rồi. Chưa muốn ăn ngay. Đây, quay đây cho mọi người xem này. Đây. Đang muốn giữ để mấy bữa nữa ăn ngày 28, 29 đấy. Toàn quả to đi. Như con rắn ở bên trong rồi. Này. Ngã màn chưa. Ôi giời ơi. Thôi cứ để thêm mấy hôm nữa. Mấy hôm nữa các bạn đang muốn giữ đi ra xem là ra xem Maria làm gì nhé mọi người nhá. Phát đi ta phát ra kìa. Phát đi. À, tao đi cái camisa. Phát đi ơi. Phát là xin chào mọi người nào. Ôi giời ơi, cháu chào nhưng mà cháu vẫn đang xấu hổ, không mặc quần áo, không mặc áo. Đây Maria đang cấp cứu cho mỗi cây Su Hào một gáo nước đây mọi người ạ. Tao đưa Antonio Maria. Ừ. Nelson Javi. Sí, Nelson chega también a poco. A poco tempo. Sí. Tanh Bebado now. Un poco. Un poco. Nelson vậy là ăn Tết xong hôm nay xuống nhưng mà vẫn còn chưa tỉnh mọi người. Su Hào này là bây giờ hôm nay là các bạn đang tưới bằng cái nước ngâm ấy á, ngâm củ sắn ấy. Mình có thấy cái màu ấy này này. Esabi Su Comen ấy. Nó cũng đang có hiện tượng tốt hơn một tí ấy, mọi người ạ. Antonio Tafazemubanga. Senta. Sozinho. Sim. Tá quase acabar, Mubanga. Ainda, doutor. Acho que só depois da manhã. Tá tudo criança, tá onde? Também tá lá em cima. Fica junto, Antônio. Sim. Vai lá. Dá boa tarde. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Vai lá, mấy đứa trẻ con thì đang ở trên kia với bố rồi mọi người. Có mỗi Fati ở nhà thôi. Quỳnh tâm anh ta là? Não, Quỳnh tá do rumo. À. Đây, thế là Maria ở nhà trông Quỳnh con với lại Fati ở nhà. Tưới luôn cho cái Su Hào để xem là có vớt phát được cái gì không. Bởi vì bây giờ nó gần một tháng không mưa mọi người. Chắc là cũng phải một tuần, hai tuần nữa là nó cũng không có mưa đâu mọi người nhé. Đây là chỗ Su Hào này cấp cứu được tí nào thì cấp cứu thôi. Đây là chỗ này thì củ nó to đây này. Nhưng mà lại bị nứt này. Đấy, chưa gì mà đã bị nứt rồi. Nứt bên này, nứt to thế nhỉ, nứt toác ấy. Nói chung cũng ra thân này, vẫn đang non. Đây là bên này nữa này. Ok, cái Su Hào này trồng để cho biết thôi chứ còn do nó không có nước nên là ăn được cũng hơi khó mọi người nhé. Cà chua sau hôm qua làm xong thì bây giờ nó thoáng nó đẹp hết rồi. Nó dựng lên nó không còn bị tàn giống như hôm qua nữa. Đây. Và nó dựng lên hết đẹp hết rồi mà. Ok hết rồi.
Hôm nay nó mới dễ lộ quả ra này, quay cho mọi người xem này, quả nó lộ ra hơn này. Lộ quả là nhìn rõ hơn, nhìn thấy nó sai quả hơn rất là nhiều. Đấy. Bên này như thế này. Quả rồi lại cả hoa nữa, vẫn đang lên. Đi, ta đi sang chỗ Tông với Nelson xem tình hai, ông kia ông làm thế nào nha mọi người nhé. Xem tình hình là các ông ấy ăn Tết thế nào. Fati Imanu Tông không? Visti đi, ai in đà Visti ra. Đấy, để cho Fati mặc áo và thế xong đi qua Manu Tông. Trời ơi, chỗ này sao sai quả thế nhỉ? Wow. Cà chua chỗ này toàn quả là quả này. Kinh khủng. Nắm nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Trời, toàn quả. Quá là nhiều quả. Ok. Cà chua này, cà chua sạch xong rồi sau này ta ăn ăn sống, ăn salad cũng ngon lắm. Đi ra đây, Quỳnh ơi. Dưa lê cũng đang đăng lên rồi nha mọi người nha. Đây để em quay nốt cho mọi người xem, đây là cái các lứa tuổi quả luôn, quả bé, à, quả to xong đến quả bé, bé dần lên trên này là hoa này, hoa cà chua lên đến tận ngọn luôn này mọi người. Đây dưa lê đang lên rồi đây này. Dưa lê Phát tim mặc áo mà mặc được cái quả áo trông hay quá vậy. Áo của Sunny vậy. Đây mọi người trông này, dưa lê đang lên này, dưa lê đang lên nhé. Đây là dưa lê này. Đây nữa này. Nói chung đang lên hết rồi. Ok. Đây, ta đi nhé. À, Maria Indano Astende de Bombo. Em tao hoje já 4 dias não é? Sẵn các bạn ngâm 4 ngày rồi, nay bắt đầu mới bỏ ra, chắc là mai phơi. Đi vào mùi ra. Ủa Phát Tì ơi. Mặc cái áo của Sunny chậm. Về aqui, vem, doutora về. Buộc nó lên này. Buộc chéo hai cái lại với nhau. Có khi mặc chéo. Đây có cái dây buộc chéo lại. Đây. Này. Rồi anh đi trước đi, em buộc cho đu đủ đây. Phát Tì ra. Đu đủ đang ra khá là nhiều quả rồi. Đu đủ trong kia quả to rồi mọi người. To muống thì chúng ta vẫn đang ở trong cái tình trạng bị thiếu nước, cho nên là sau cái hôm mà chúng ta cắt xong thì bây giờ nó chưa đẩy đẻ được cái mầm khỏe lắm đâu. Yeah, ta bơ. Sunny về kìa. Đấy, đẹp hẳn rồi đấy. Đấy giờ... Sunny tủ. Rồi. Đây, hàng xả cắt xong nha, Quỳnh nhìn thấy gọn gàng rồi, đẹp chưa? Vâng, đẹp rồi đấy ạ. Để sau cho nó lớn tiếp. Đi đi đi. Đi. Đây, mọi người ra ngoài này xem đỗ đen của các bạn này. Sau cái buổi ăn Tết xong thì bây giờ là mọi thứ của vườn tược của các bạn ấy, hoa quả thì nó lên khá là ok rồi. Nhiều quả lắm mọi người, đỗ nhiều quả lắm. Đấy, nhưng mà nó chưa có quả chín. Bên cực kỳ nhiều quả lắm. Mọi người, đỗ đen nhiều quả lắm luôn ấy. Nhảy. Năm nay còn hơn năm ngoái đấy. Nhiều quả lắm. Giống khác, năm nay giống khác. Năm ngoái cây nó ngắn hơn. Đây, đây này, anh nhiều. Ra đây nhìn cho nó rõ, nó thưa thưa, nó không bẹ vào nhau. Thật đấy, đỗ đen nhiều quả thế. Đây này. Nhiều lắm luôn ý. Đây này, cái ngồng của nó to như thế này mà anh. Ôi trời ơi. Cái ngồng nó to này, mọi người xem mọi người này. Trông này. Nó màu xanh giống của lá luôn. Ờ, ta ta phải cắt đi rồi nhé. Ta đi rồi mắt ra. Ui, mọi người nhìn này. Dạ, bông đia. Quả to, nhìn trông. Tony chào bông đia kìa. Bông đia Tony. Ta bo. Đây để em thử tách một quả ra xem nào. Tách gì? Nó chưa chín thì đừng tách. Ui giời. Phí lắm. À, bisu come. Bisu come. Đấy, Sunny bảo có sâu ăn rồi à? À, ừ, ok. Ainda tem que ficar tipo seca, nhá. Đỗ xanh nó nhiều quả luôn đó mọi người. Đây là đậu đen, đậu đen, đậu đen. Nhiều quả lắm luôn đấy. Nhiều nhìn trông kiểu như là tua tủa tủa lên. Không biết mô tả kiểu gì. Nó nhiều kinh khủng khiếp luôn đây này. Nhiều thế cơ. Nhiều cảm giác như hơn ở Việt Nam ấy nhỉ. Ừ. Thế cơ mà. Đây này. Thế vậy thôi, mình đi qua đây mình xem một tí nữa. Mình đi tiếp đi anh. Nhìn này,
Sợ chưa mọi người, nhìn sợ chưa? Quả nào cũng to mà đẹp muốt luôn nhá, bóng bẩy. Căng mọng bóng bẩy luôn. Nhiều lắm. Này. À, lần này các bạn ấy thu hoạch đỗ đen khá là ok rồi đấy. Cái này để cho nó chín thôi, nó chín hẳn đi rồi mình mới hái về. Mình định đi. Lươn một tí đi qua không, không review đỗ đen nhưng mà thấy nhiều quả quá thôi không kìm lòng được là phải review đỗ đen cho mọi người xem. Giới thiệu. Đi anh đi. Đây chỗ này đỗ xanh các bạn ấy cắt hết rồi nha mọi người nhá. Đỗ xanh cắt cây hết rồi này. Đây đi tắt qua đây luôn. Các bạn ấy cắt gốc sạch rồi. Đi phơi ở trong nhà thì chắc hôm nay nó đã khô ráo hết rồi. Cho nên là chúng ta đi chúng ta không thấy cọng đỗ xanh nào ở trong nhà đâu. Sắn ở đây thì cũng tốt lắm rồi này. Đấy. Tốt ngang người sang đi rồi kìa, sang ngang đầu sang đi rồi. Nha. Đấy, có đậu bắp ở đây rồi. Đi. Phát tí ơi, cái gì? Kê. Bà la la anh kìa. Đây chúng ta đến chỗ Tông Nelson rồi đây mọi người này. Đỗ ở bên này các bạn đi. Hái lá hái ngọn nghe có vẻ hơi kém. Bây giờ còn đi làm cỏ lạc nữa à. Tông Nelson. Ta đưa bên. Ta sa 25 como. Bem, bem, cuia. Cuia. Các bạn bảo Giáng sinh của các bạn ấy ấy lắm. Vui lắm. Đỗ xanh bên này các bạn ấy đang có hoa này, thế nhưng mà đợt này các bạn ấy không vun gốc đây này. Đây mọi người, trông trông rời rạc này. Không vun, không dọn cỏ thứ ở dưới này nó hơi nhỏ cỏ này này. Ra quả mất rồi, bây giờ không kịp rồi. Thôi kệ nó thôi, ra quả thì kệ thôi. Thôi hôm nay là khởi động sau cái buổi nghỉ, thế là qua đây làm cỏ. Hôm trước ở đây là không biết làm sao là không làm cỏ ở đây. Hôm trước là không vun ở đây. Chỗ này hôm trước không vun gốc cho nên là chưa làm cỏ đến. Mash. Và bây giờ không biết ai chỉ cho làm cỏ ở đây không biết. Hôm rồi làm cỏ không kịp xong là nghỉ lễ đây. Vâng. Giờ làm cỏ để xem nào. Cỏ nó nhấc hết cái gốc lên mất cái gốc củ này. Nó nhiều cái đâm rễ đâm củ xuống lắm này. Củ lên củ non rồi anh. Ừ. Củ. Đang đâm gốc xuống lên củ lên rồi. Passa bên lề vì đó. Năm mẹ sẽ mui tù được kè đù đù mờ. Linh gu bà đó. Mẹ sẽ mui tù anh đi kè mui tù màn này. Mình bảo sinh ra đà em tao nào bút được mẹ sẽ á. Các bạn đi bảo là có củ bé rồi. Đây cái chỗ này là hôm trước là không vun. Thành ra nhìn xấu hơn hẳn so với bên kia. Bên kia được vun thì đẹp hơn kìa. Đi sang bên kia xem đi anh đi. Bên này kém quá. Túm lại là các bạn ấy làm năm đầu tiên nên là vẫn chưa được tốt hẳn đâu. Như thế này vẫn thua vợ chồng nhà Antonio với Maria rồi. Nhưng nhiên mà năm đầu tiên vợ chồng nhà bạn, nhà Maria cũng làm chậm mà. Ừ. Chỉ đến năm nay rồi thì các bạn mới nhanh hẳn. Nói chung là để mình sang đưa mọi người sang bên kia, sang cái chỗ mà các bạn ấy vun rồi xem có chuẩn bài không. Đây, chúng ta đi sang bên này nhé. Khu vực bên kia mới là chuẩn bài, còn bên này chỉ là lỡ rồi. Lỡ rồi, muộn rồi. Bên này lạc không vun nhưng rất là tốt mọi người ạ. Không vun nhưng rất là tốt đấy. Đây. Sang bên này vun rồi, cỏ lạc nó cũng lên đẹp hơn này. Lên đẹp hơn. Lên đẹp sạch hơn, cỏ hơn. Nhỉ. Vâng, nhìn rõ như thế này nó lên cây nó khỏe mạnh. Không có cái gì chen lấn vào đây cả. Nhìn xanh một màu như này, bên kia thỉnh thoảng có chỗ lại nhìn thấy đám cỏ, nhìn trông rất là khó chịu. Chỗ này nó sẽ có kết quả hơn đấy mọi người nhé. Có vun thì nó sẽ có khác ấy. Củ đâm đất tu tủa tủa. Mấy hôm nữa mà có mưa thì đẹp quá. Đây, lên trên kia mọi người nhìn ngô của các bạn phía trên. Đi lên phía trên đi xem ngô nếp, đi lên ngô trên tẻ xem như ngô nào nhé. Đi lên xem ngô tẻ. Ồ, đẹp lắm nào. Tại vì đằng nào mình cũng đi lên trên đây rồi. Không phải lúc hôm nào mình cũng đi lên đây để thăm và đi lên thăm cái ruộng ngô trên này được. Mới lại ruộng lạc của các bạn ở đây được. Đi đi trèo qua đây.
cái khu vực này nó có vun, nó có khác mà. Rất là đẹp. Nói chung là năm nay các bạn làm như thế này là cũng đạt hiệu quả cao đấy mọi người ạ. Đạt hiệu quả cao đấy. Phía bên dưới, bên trên này là ngô này, là ngô mới lạc. Còn anh Quyết nhìn quay xuống bên dưới kia là đỗ hết kìa. Các bạn cũng làm xong cái phần bên dưới rồi, sạch sẽ cỏ rồi. Rộng nhé. Đất cũng rộng ấy. Nói chung là hai ông làm như thế này là cũng là rộng đấy. Lạc ở trên chỗ này thì hơi bị thưa này. Lạc trên chỗ này các bạn ấy trồng tay hơi bị thưa một tí này. Không biết là ông nào sẽ rãnh. Ê, mọi người xem Quỳnh leo leo mãi từ chân dốc lên đỉnh dốc. Có mất một lúc đấy, mệt phết. Đây, ngô đây cao đây. Bằng 2 lần người Quỳnh nhé. Cao. Ngô Angola đấy, ngô tẻ. Đây là ngô tẻ này. Các bạn ấy trồng theo kiểu là một cây hoặc là hai cây một. Hôm lúc trồng là cỏ rất là nhiều mọi người ạ. Xong rồi khi mà các bạn ấy gieo xong rồi mới vun gốc mới làm cỏ đấy, mới bón phân. Ở đây thì là có hai bắp này. Có vẻ cũng không to này. Nó đây bây giờ nó bắt đầu ra. Bây giờ mới lên cờ. Để em xem nào. Nhìn cái thân, cái giống của cái cây nó cũng dài ấy. Anh Quyết lại đây này. Khỏe đây hơn mà. Đây chỗ này đây giống mọi dài người. Đấy. Cao. Rồng ngô đã làm. Được rồi. Bây giờ không chỉ đợi thôi, không có vấn đề gì cả. Ngô trên này giờ chỉ đợi ăn thôi. Không có vấn đề gì cả. Mình đi mình ngắm. Tốt quá. Cái cây này sợ quá nhỉ. Cao thế. Trời ơi. Đây, cái này là mấy mét cộng cả Quỳnh. Quỳnh 5m6 rồi, cái này phải 3m à? Gấp đôi em. Gấp đôi hơn, thì phải là 1m6. Hơn nữa. Là 3m. Đây là cao chưa? Mọi người nhìn cao chưa? Cái bắp của nó nhá. Đây, ở đây có một bắp. Một bắp của nó cũng dài này, cả gang tay luôn này. Đó. Đây, đi sang bên này này. Một dọc đây luôn nhé. Dọc phía trên này là ngô hết. Rất là nhanh đúng không? Nếu mà khán giả có theo dõi ở đây, ở cái vườn ngô của Nelson mình Lệ Tông thì thấy là chỉ có mình mới review khoảng 1 tuần hay là 2 tuần trước thôi. Trước khi mà nó ra cái chỗ cờ này. Trước khi nó ra chỗ cờ này. Vậy mà bây giờ nó đã cao gấp đôi Quỳnh như thế này rồi. Hôm trước đây, Quỳnh đi vào là... Bên này là đỗ này. Kín này. Nói chung là đều hết mọi người ạ. Cây nào cũng được như vậy. Đỗ chỗ này nghe có vẻ giờ đang bị khô nhé mọi người nhé. Đang bị khô, đang bị thiếu nước nhé. Cho nên là cái lá cảm giác nó quắt quắt, cây nó hơi bị quắt quắt vào. Thế nhưng mà hoa đang rất là nhiều mọi người nhé. Này, mọi người trông đỗ cũng rất là nhiều hoa nhé. Nhiều hoa lắm. Đấy, cực kỳ nhiều hoa luôn. Nhanh ở đỗ mới hôm nào gieo xong bây giờ lại đã ra hoa rồi. Đấy, đây là review cho mọi người xem là hôm nay là sau cái thời gian nghỉ lễ là trông mọi thứ nó đã khác hẳn rồi. Đây như thế này vài hôm nữa Quỳnh đi review là có khi nó đã ra quả rồi, đã thu hoạch đi rồi. Đi review thu hoạch đây. Vậy thôi, đi qua lên là tranh thủ là quay cho mọi người xem luôn. Đây. Không lại không biết mọi người nhìn lại hoa rất là nhiều hoa luôn. Thiếu chỉ cần một trận mưa, hai trận mưa nhỏ nhỏ nữa thôi là ông trời ủng hộ tuyệt đối luôn đấy. Bởi vì bây giờ là cảm giác mọi thứ nó đang hơi khô khô rồi mà. Chỉ cần có thêm một trận mưa nữa là nó hồi phục lại cây, là nó quả nó to, nó đẹp, kể cả ngô cũng thế. Nhìn hai ông thần đang nhổ cỏ dưới kia, còn trên này một đoạn dài ấy, mọi người xem này. Các bạn ấy chắc là còn khoảng chỉ 1/4 thôi anh nhỉ. Chỗ này khoảng là 1/5 là chưa nhổ cỏ thôi, còn trên này các bạn cũng nhổ rồi này. Lối vi trên này nhổ hết rồi anh ạ. Trên chỗ này vun rồi. Phía bên đỗ các bạn làm cũng tốt. Như mình thấy là các bạn làm cũng tốt. Một là các bạn làm luống như thế này, luống theo kiểu bậc thang này, làm cuốc đất cũng tơi xốp. Cái thứ hai là sau đấy thì cỏ cũng không có. Mọi người nhìn xem ở đây không có cái cỏ to đâu nhá. Không có cỏ. Và khả năng là cũng đã được vun gốc rồi. Đúng không? Đấy. Và cái khoảng cách trồng của đỗ cũng là tốt. Như thế này là vừa phải, không bị thưa quá mà không bị dày quá. Đó. Sang năm thì các bạn chỉ cũng đỗ cũng không phải rút kinh nghiệm gì. Nói chung là với cái diện tích mà năm nay các bạn làm như thế này
với lại là đất đai mà cỏ rả nó sạch sẽ như thế này thì mình đánh giá các bạn ấy là cũng cao so với mặt bằng chung mọi người. Là các bạn ấy làm cũng khá ổn, khá ok. Cứ như người dân ở đây người ta làm thì cỏ người ta để tốt ngập, người ta trồng lùm xùm hết cả đi. Rồi bây giờ chúng ta đi lên trên chỗ Antonio thăm xem Antonio tình hình làm trên đấy thế nào rồi mọi người. Maria cũng đi à? Maria tâm anh đi. Maria cũng lên đấy. Maria bỏ Maria đổ hết sắn ra rồi, hết việc rồi đấy. Bây giờ sẽ đi cùng với mọi người lên trên xem Antonio làm gì đã. Đây ở phía trên đồi thì bây giờ mọi người trông đỗ nhà các bạn đây. Đỗ đây cũng đang bắt đầu ra rất là nhiều hoa. Đỗ ở bên nhà Antonio với Maria thì trông có vẻ cây khỏe hơn mọi người ạ. Cây khỏe hơn rất là nhiều. Nó không bị yếu, không bị mỏng cây, nhỏ cây như bên Tông với Nelson nhé. Đây khả năng do các bạn đi làm cẩn thận hơn, làm cỏ, dọn cỏ nó đúng cái thời điểm hơn, cắt hai lá nó sớm hơn ấy, nên là cây trông khỏe hơn đấy. Toàn bộ đỗ này này, đó, sạch cỏ nhé. Hoa đang ra rất là nhiều này. Đấy. Bây giờ chỉ có mong trời một cơn mưa, hai cơn mưa nhỏ thôi. Ngô ngọt thì nên khá là đẹp rồi. Sau khi vun thuốc sâu xong thì ngô khá là đẹp. Bây giờ là mới đến đùi quỳnh thôi. Trông hơi bé bé nhưng mà để đợi xem là thế nào. Giống ngô nếp với lại ngô tẻ, các bạn ấy trồng ở đây lớn cũng nhanh lắm. Ngô ngọt thì trộm vía bây giờ mình nhìn thấy là cái ngô ngọt nó đang rất là khỏe mạnh. Nhìn lá của nó xanh nhá. Phát triển ầm ầm luôn đấy. Phát triển ầm ầm. Ở ngô ngọt thì ở tỉnh mình là chưa quá, người dân họ cũng chưa trồng đâu mọi người ạ. Ở đây không có đâu. Đỗ cũng đang ra đầy quả đây này. Ở giờ siêu thị thì cũng không có ngô ngọt luôn. Nếu mà ngô ngọt mà trồng ra để mình cũng phải xem, lần đầu tiên trồng để xem cái bắp của nó ra bên này nó có được to, nó có được nhiều hạt không mọi người ạ. Cái năm nay mới có cái giống ngô ngọt, đây là cái giống ngô mới nhá. Quỳnh con mới ngủ dậy đấy. Quỳnh hôm nay dép đẹp thế. Lên đến trên này thì cái ngô ngọt này mình thấy là các bạn ấy trồng hơi bị dày. Cây có trộm vía có vẻ khỏe hơn so với những cái luống ở bên dưới nhưng mà có vẻ hơi bị dày. Chỗ này Maria trồng hơi dày một tí. Hơi dày và cái lá bị sâu nhìn trông cũng nhiều hơn ấy. Để mình xem nào. Không, nó không sâu nõn là được rồi em. Hết sâu nõn rồi là được rồi. Cái lá này chắc là cũ thôi. Xem có, đây có một con đang treo lơ lửng, con sâu này. Bị khô rồi. Khô rồi à? Bị chết rồi. Được rồi, để mình lên xem mấy thôi. Mình đi lên trên chỗ của Antonio. Maria, depois aqui está metendo muito grosso, já? Depois diminui. Igual aquele lá embaixo, tá boa, já? Còn chỗ này là lạc chỗ trên đồi nhà Antonio với Maria đây mọi người. Nó tốt, kín ngập luôn. Những cây ngô mà các bạn ấy trồng trên và sau ấy, thiếu nước đấy nha mọi người nhé. Đó, thiếu nước đây này. Ban ngày là nó héo hon như thế này này. Xong bắt đầu tối thì nó lại tỉnh lại. Xong mai lại héo hon, tối lại tỉnh lại, mai lại héo hon. Nói chung là sống qua ngày, vật vã sống qua ngày. Bây giờ thì nói chung là ngô ở đây là đang giật dẹo. Giật dẹo thôi. Còn lạc thì khá là ok rồi. Cái lạc bây giờ thì lên không cản được rồi, chờ nó có mưa, có nước thì nó củ nó mới mẩy thôi. Còn bây giờ thiếu nước thì nó vẫn bị lép đấy. Vâng. Đúng rồi, vẫn hy vọng là có mưa thêm để cho lạc cũng sẽ mẩy hạt, có thêm nước. Đỗ các bạn trồng sau cùng thì cũng đã lên đến tầm này rồi. Maxi ở trên này với bố đây. Maxi chào mọi người nha. Chào mọi người nào. Chào mọi người nha. Nha. Sao giọng yếu đuối thế hả Maxi? Đấy, đi sang bên này xem.
Chỗ này chưa trồng cái gì sao không biết. Chỗ này không thương em. Sán đang bắt đầu lên hết rồi đây này. Ồ. Nhà. Sán lên nhanh nhỉ? Vâng. Mình cũng bãng đi quên luôn đây này. Lên cái chỗ này là chỗ mình trồng theo chiều ngang. Nằm. Nằm. Sán trồng nằm. Trồng nằm. Là lên rồi đây này. Ồ, chắc Maria cũng chưa biết đâu. Maria đâu rồi nhỉ? Maria đang đi dưới. Lên đèo dưới đây này. Antonio, boa tarde. À, fala xin chào mọi người đi. Ông Antonio thì đang cuốc thêm đất để làm thêm luống mọi người ạ. Đi mình xem một đi một vòng nhé mọi người nhé. Ở đây cái mình trồng chéo chéo này cũng lên rồi nhưng mà có vẻ còn lên khá hơn là cái dạng làm ngang. Lên đều đấy. Lên đều. Sáng lên khá ok mọi người ạ. Nói chung là được. Đợt này cũng không có nhiều mưa mọi người ạ. Từ lúc trồng xong sắn là không có mưa nhiều. Không có mưa, mất mề vài tuần rồi mà nó vẫn lên. Lên tốt đấy, lên đều. Một bên này mình trồng thẳng đứng cũng đẹp này. Mọi người nhìn này, đẹp này. Các bạn ấy làm luống cao, đẹp, sạch cỏ. Maria lúc đầu trồng này sợ là sắn nó chết. Maria sợ trồng nó chết. Đẹp quá, nhìn hay chưa này đấy. Cũng lâu rồi còn mình cứ đắm đuối mãi ở bên dưới nhà các bạn ấy, khu vườn bên dưới của nhà các bạn ấy. Cũng không có thời gian để đi lên trên khu trên này để thăm đâu. Bây giờ lên đẹp hết rồi, mọi người có thể nhìn thấy đây này. Cái trồng thẳng đứng này mình còn cảm giác là lên là lên nhanh hơn. Còn quan trọng là sau vấn đề là củ để mình xem là nó năng suất hơn không. Vâng. Và nó có khó thu hoạch hơn không. Đó. Bước đầu là nó lên được cũng là thành công rồi. Cái này lên 100%. Lên 100%. Không bị trồng ngược. Là biết là các bạn ấy trồng không ngược đầu cây nào. Lúc các bạn ấy trồng mình cũng dặn rất là kỹ, phải để ý là đừng có trồng ngược đầu. Đẹp chưa này anh ơi, nhưng mà một cây này nó lên tận đây 1, 2, kệ nó như sao, 3, mình tỉa sau. 4 nhánh. Đó, cái mắt đây là mình để hở một mắt thôi, nhưng một cái mắt bên dưới này nó cũng lên nhá. Một cái mắt bên dưới này nó cũng lên. Thế thì là hai mắt, một cái mắt bên dưới, một mắt bên trên. Lên đẹp hơn. Cái chỗ trồng sắn đứng là lên đẹp nhất. Đều tăm tắp nhỉ. Lên đều tăm tắp. Mọi người nhìn xinh. Tatrabalia muito. À, Antonio. Như Antonio cũng chỉ mới lên trên này thôi. Você já viu? Bonito. Bem bonito. Aqui, oh aqui, oh aqui, aquele. Wow. Todos estão a ficar bonito, mas o que está mais bonito é aqui. Fica aqui, já está pouco mais grande que todos. Sim. Vamos ver depois o resultado do combo. Ele agora pode ser bonito, mas depois o resultado da manzoca como? Vamos ver. Ở trên này đất về phía chỗ này các bạn ấy cũng đang dọn cỏ rất là nhiều rồi. Bây giờ Antonio là tranh thủ để lên luống, dọn cỏ với cuốc rồi. Thế giờ là quay ra để lên luống để chúng ta tiếp tục trồng sắn ở đây nha mọi người nha. Quyết đang gửi giống sắn Việt Nam mình sang để cho các bạn ấy trồng bên này. Để lúc đấy thì giống sắn như thế nào thì mình sẽ tiết lộ sau nha mọi người nha. Bây giờ Antonio sẽ có nhiệm vụ làm luống để chuẩn bị đất đã. Đấy, mọi người trông ấy. Nói chung một thời gian nó không mưa một cái là đất nó khô ấy. Trông rất là khô rồi. Các bạn đi cuốc đất cũng rất là vất vả. Giống sắn ở Việt Nam mình mang sang cũng mất nhiều thời gian đấy nhỉ? Mất nhiều thời gian để được tới nơi. Và để gửi được một kiện sắn sang bên này khá là nhiều tiền. Khá là nhiều tiền để gửi một kiện sắn sang bên này. Nói chung rất là khó khăn về chuyện cây giống mọi thứ vì bên này không có nông nghiệp, không có phát triển gì, họ cũng không bán cây giống gì. Mình thực ra là mình muốn mang các loại giống cây mới sang, cây làm sao để mình chọn cho các bạn những cái mà giống nó có năng suất và hiệu quả cao ấy. Kể cả ở bên này nếu mình có lên thủ đô mọi người ạ, kể cả lên thủ đô Luanda cũng không có nhiều giống đâu, cũng không có nhiều nơi để bán giống cây trồng đâu. Con vật cũng vậy. Quỳnh còn nên gọi bố. Quỳnh Peppa.
Quỳnh có cái gì cho đây? À, Quỳnh có xoài cho bác sĩ này. Xin nào. Xa quá. Đấy, úi giời, đấy, xoài có xoài cho bác sĩ nha. Chào mọi người đi, Quỳnh ơi. Xin chào mọi người. Pa. Xin chào đi, Quỳnh Phan Lai, xin chào đi. Dạo này ít nói xin chào thế. Hả? À, ăn xoài này, thấy bác sĩ này là cho này. Này, Quỳnh này. Quỳnh gọi papa đi. Cô mẹ đi. Quỳnh gọi papa đi, Quỳnh. Cho rồi, không đấy nữa. Có đôi dép đẹp thế. Dép ai mua cho đây? Cái này là ai mua cho đây chứ? Chắc là cô chú xuống thì tặng quà cho đấy chứ. Hôm nay Maria chắc ở nhà nên là nhìn trông Quỳnh cũng sạch sẽ hơn. Mặc quần áo gọn gàng đấy. Cho bác sĩ rồi mà đến đấy là còn đòi. Đấy, ok nha mọi người. Video hôm nay là chúng ta nên review một loạt những cái cây trồng của các bạn ấy phát triển như thế nào sau một cái thời gian các bạn ấy nghỉ lễ, không có sự chăm sóc gì cả, không có sự để ý gì cả. Thì chúng ta thấy nó phát triển khá là ok, rất là đẹp mọi người ạ. Thấy thích nhất là sắn đấy mọi người ạ. Hôm trước Quỳnh xem thì nó chưa mọc lên cao như vậy đâu. Hôm nay đã lên đẹp hết rồi. Rồi, tổng kết lại là mọi người xem video kỹ hơn nhá. Ok, xin chào mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người. Quỳnh ơi, chào mọi người nào. Chào mọi người đi. Xin chào mọi người nha. Đang ăn. Lạnh lùng lắm. Đang ăn. Đây là Quỳnh lạnh lùng rồi. Ok mọi người nha. Antonio vẫn đang tiếp tục làm. Bye bye.